chào cô. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô rất là vui mừng được đón tiếp các bạn đến tham quan cửa hàng hoa Rose Garden của cô ngày hôm nay. Thì cả con thấy không, thì hôm nay có rất là nhiều hoa đẹp ở tại cửa hàng hôm nay. Thì ở đây thì cô sẽ dẫn cả con đi tham quan cửa hàng và sẽ có những cái thông tin thú vị để cho cả con có một cái trải nghiệm thú vị trong ngày hôm nay. Cô chủ ơi, cô chủ có thể hướng dẫn cho cháu cách lựa chọn và bảo quản hoa tươi được không ạ? Để có một bình hoa đẹp thì việc lựa chọn hoa và bảo quản hoa tươi là một khâu rất là quan trọng. Thì cô lưu ý là chúng ta sẽ có những cái bước quan trọng như sau nhé. Thứ nhất là khi mua hoa về thì chúng ta phải tước bỏ bớt lá để giúp cho cái dưỡng chất được nuôi cánh hoa được tốt hơn. Và điều thứ hai là chúng ta phải cắt tỉa cành bớt, cắt tỉa gốc của cánh hoa. Và lưu ý là chúng ta sẽ cắt chéo từ phía dưới gốc lên để giúp cho cái bình hoa của ta được tươi lâu ấy. Thì là sẽ lựa chọn chất liệu bình bằng thủy tinh hoặc là bằng gốm. Các con không nên cắm hoa vào các cái chất liệu như là inox hay là đá, thì cái việc đó sẽ làm cho cái hoa của ta là sẽ bị nhánh héo. Chúng ta phải luôn để cái giữ cái nước sạch cho hoa. Chúng ta có thể thay nước hàng ngày. Và trong những ngày Tết thì cô nghĩ là chúng ta sẽ bỏ thêm một chút dưỡng chất nữa để nuôi dưỡng cho cành hoa của chúng ta, giúp cho cành hoa tươi lâu, chứ không hề có bất cứ một cái chất độc hại nào mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cắm một lọ giỏ thật đẹp nhé. Thì trước tiên thì mình phải lựa chọn giỏ, sau đó là xốp, tiếp theo là lựa chọn lá, và sau đó mình sẽ chọn những bông hoa hồng để làm những bông hoa chính và một số bông hoa phụ. Trước tiên là mình phải cắm lá để mình định hình cái form hoa mà mình, cái giỏ hoa mà mình muốn cắm. Tiếp theo thì mình sẽ lựa chọn những bông hoa hồng thật là tươi, làm những bông hoa chính. Thì tiếp theo là mình sẽ chọn những bông hoa cầm chưởng để mình làm hoa phụ tô điểm cho những bông hoa chính. Với những bông hoa hồng màu nhạt như thế này đó, thì chúng ta sẽ chọn những bông hoa cầm chưởng có màu sắc sẽ đậm hơn những bông hoa hồng để làm tô điểm cho bông hoa chính của chúng ta sẽ trở nên sinh động hơn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một tràng hoa rất là đẹp. Sau chương trình này, chú hy vọng rằng các bạn cùng với bố mẹ có thể tự tái cảm cho mình làng hoa thật đẹp như thế này nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.